Nếu bị xấu tướng, hãy để tâm hồn thay đổi vận mệnh của bạn. Tướng mạo ảnh hưởng đến vận mệnh, nhưng tâm hồn sẽ quyết định cuộc sống, hạnh phúc của bạn. Người xưa có nói rằng tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm niệm thiện ác của người đó. Điều này cũng có nghĩa là thái độ bạn sẽ thể hiện ra bên ngoài và có thể dần dần cải thiện được hung tướng của bạn, giúp bạn trở nên xinh đẹp và cuộc sống cũng trở nên hạnh phúc hơn. Kỳ thực, nếu làm được 9 điều sau đây, vận mệnh của bạn đã có những thay đổi đáng kể rồi. 1. Tính toán. Mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự tương hỗ qua lại lẫn nhau. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thanh thang. Khi không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống và xem nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đừng chỉ vì cái dục vọng cá nhân mà ấp ủ, suy nghĩ, tìm mưu tính kế, hãm hại người, rồi rốt cuộc chẳng được gì mà còn tự hại chính mình. Chẳng ai thông minh hơn người khác, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Con người sống trên đời, suy cho cùng, cũng chỉ được vài chục năm. Thua thiệt một chút là hạnh phúc, hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi ly, nâng lên đặt xuống mãi không thôi. Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp. Người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của người ngốc, mà đôi khi những người khôn ngoan sắc sảo quá lại chẳng thể nào có được. Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung thản đãng. Người không so đo tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ hạnh phúc. 2. Bần phú. Những người tự hài lòng với bản thân, tự biết đủ, làm vui thì dù ngủ nơi nền đất cũng giống như trong nệm êm chăn ấm. Những người không tự hài lòng với bản thân, không biết thế nào là đủ thì cho dù có đang ở thiên đường cũng lại giống như trong địa ngục. Sự phong phú nơi tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Nếu như chấp trước, truy cầu quá mức là nô lệ của sự cải thiện vật chất thì cho dù có được nhiều đến mấy vẫn cứ luôn túng thiếu. Một cuộc sống thanh bần về mặt vật chất vĩnh viễn không ảnh hưởng tới sự giàu có về mặt tinh thần. Biết mình đủ để ung dung tự tại mới thực là người giàu có suốt đời. 3. Nhẫn và không tức giận. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị, cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên sống ở đời, có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy kỳ, tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu thì cười nhẹ bỏ qua, có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây, khi không có hương hoa thì học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn, cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất, tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thật, giản đơn lại là điều đẹp nhất. Cuộc sống cũng như cuốn sách, người khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên định sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi hóa độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình. Bạn cho gì vào trong túi thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là vở kịch mà chúng ta là những diễn viên. Luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng.
có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu, nhưng mất hay được cũng có gì khác biệt. Bởi thế, được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm giữa hai chữ sinh và tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân oán hết thì đường ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước ngoảnh đầu nhìn để tiếc nuối cho nhau. 4. Tùy duyên. Đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vơi cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng thơm ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi hữu xạ tự nhiên hương nên tự bản thân đã có hương vị rồi. Vội cũng vậy mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muộn phiền. Nóng cũng được mà lạnh cũng vậy, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoảng qua. Đời người ta bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến cõi hồng trần đều giống như một vị khách qua đường, có rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ sao phải níu giữ truy cầu. Bởi vậy, xin hãy để mọi thứ tùy duyên, duyên đến hãy vui mừng đón nhận, duyên đi hãy bình thản bước qua. 5. Khoan dung. Con người sống trên thế gian, không cần việc gì cũng phải thông tỏ rõ ràng. Nước quá trong, nước không có cá, người quá thông minh, người không có bạn bè. Tranh luận với người nhà, cho dù thắng, nhưng tình thân rạn nứt. Tranh cãi với bạn đời, cho dù thắng, nhưng tình cảm lại nhạt phai. Tranh luận với bạn bè, thắng rồi sẽ mất đi tình nghĩa. Tranh luận là lý, thua là tình, tổn thương là tự bản thân ta. Bản chất đen sẽ mãi mãi là đen, bản chất trắng sẽ mãi mãi là trắng. Thế nên hãy để thời gian chứng minh cho tất cả, buông bỏ cố chấp của bản thân, khoan dung độ lượng với mọi người thì khi hành xử sẽ đắc được nhân tâm. Thêm một phần ôn hòa, thêm một chút ấm áp thì cuộc sống mới thật sự ý nghĩa, mới có thể thấy được sự chói lọi của ánh nắng mặt trời. 6. Buông bỏ. Người xưa có câu, buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay dù sự việc xảy ra có long trời lở đất tới mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự việc nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Cho dù đó là một việc lớn cỡ nào trong kiếp này, tới kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết được người ta kể lại. Làm người như nước, bạn nóng tôi sẽ sôi trào, quyết không ảnh hưởng nhiệt tình của cậu. Làm người như nước, bạn lạnh tôi sẽ đóng băng, quyết không chối bỏ giá băng của bạn. Thượng thiện như nước, biết nghe lời phải. Đời người được như nước, tùy duyên mà yên ổn. Làm người như nước, có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào, chính là giống như nước vậy, có thể bao dung vạn vật, bản thân lại vô cùng thuần tịnh. Làm việc như núi là cần phải làm việc một cách hết sức thiết thực. Trầm ổn như núi mang lại cho người ta sự tín nhiệm, vững chãi như núi vậy. Làm người như nước, nước trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, hết thảy đều là bởi nó mềm yếu dễ chịu. Phàm là việc gì trên đời cũng đều không được mãi mãi. Người ta sẽ có sinh, lão, bệnh, tử. Trời đất có xuân, hạ, thu, đông. Tiết trời có nóng lạnh, vạn vật cứ luôn luôn vận động như thế. Chẳng bao giờ đứng yên, cũng chẳng bao giờ trường tồn vĩnh cửu. Làm người nên giống như nước vậy. Trong cái mềm yếu lại có sự cứng rắn tĩnh lặng. Tấm lòng và khí độ to lớn có thể bao dung che chở cho muôn vật. Người xưa có một câu đối, thủy duy năng, hạ phương thành hải, sơn bất căng cao tự cập thiên. Đại ý là nước hạ mình chỗ thấp mới có thể trở thành biển lớn, núi không cậy mình cao nên mới có thể cao ngang tận trời. Vậy nên bên trong câu nói làm người như nước, làm việc như núi này ẩn chứa huyền cơ và xảo diệu. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ đã nói rõ làm người thế nào và một người nên làm việc ra sao. Người ta nói nhân sinh là giấc mộng dài, trăm năm qua đi tựa như chớp mắt, và trần gian chỉ là quán trọ ven đường, chẳng được lâu bền. Phật gia cho rằng cõi người chỉ là một chặng nghỉ chân rất nhỏ của quãng luân hồi, đời đời kiếp kiếp
qua đằng đẵng tháng năm. Thân người hôm nay đắc được, ngày mai chắc gì đã giữ bền lâu. Thế nên Phật gia cũng khuyên người ta chớ nên chấp nhất, ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai. Tất cả đều là ảo mộng, là bong bóng, sẽ vỡ tan một khi người ta nhắm mắt xuôi tay. Học cách buông bỏ chính là tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. 7. Đơn giản. Tâm đơn giản, thế giới sẽ trở nên đơn giản, hạnh phúc sẽ theo đó mà lớn dần. Tâm thái tự do thì cuộc sống cũng tiêu diêu tự tại. Và khi cuộc sống tự tại thì tới đâu cũng thấy mọi thứ tươi đẹp. Khi được như ý, hãy coi nó thật nhẹ, đừng đặt nặng trong tâm. Khi không vừa ý, hãy nhìn rộng theo chiều hướng tích cực và không quá đặt nặng áp lực vào nó. Có rất nhiều điều trong cuộc sống là thật sự có thể buông bỏ, chỉ là trong tâm có muốn buông bỏ nó hay không. Hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên, chỉ có buông bỏ nó, coi nhẹ nó, tâm mới được thoải mái. Thứ gì là của mình, ắt sẽ là của mình. Thứ gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Hãy tự nhắc nhở bản thân thêm một chút khoan dung, thêm một chút độ lượng để vẫy tay và cười chào tạm biệt với những chuyện vui buồn. Chỉ cần nhắm mắt lại, sau một giấc tỉnh dậy thì tất cả đều trở thành quá khứ. 8. Oán trách chính là một liều thuốc độc. Nó sẽ hủy hoại ý chí của bạn, ăn mòn ngọn lửa nhiệt tình trong tim bạn. Oán trách vận mệnh mình không bằng tự thay đổi vận mệnh của mình. Oán trách cuộc sống không bằng tự cải thiện cuộc sống của bản thân mình. Chung quy là bởi oán trách không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. Bất kể việc gì khó khăn, nên thử nhiều phương pháp để giải quyết khắc phục, nên ít kiếm cớ và tìm lý do. Người mạnh mẽ kiên cường không phải là người không có nước mắt, mà là người biết nuốt nước mắt vào trong để cố gắng nỗ lực chạy về đích nhanh hơn. 8. Phúc họa. Đời người đôi khi tưởng là họa nhưng kỳ thực lại là phúc, tưởng là phúc nhưng thực ra lại là họa. Tích đức dù không ai nhìn thấy nhưng hành thiện đất trời đều thấu tỏ. Một người hành thiện, phúc có thể chưa tới nhưng họa chắc chắn đã rời xa. Một người hành ác, họa mặc dù chưa tới nhưng phúc đức đã mất đi rồi. Người làm việc thiện cũng giống như cây cỏ trong vườn xuân, dù không cao lớn nhưng theo ngày tháng nó sẽ thêm rậm rạp. Người làm việc ác cũng như lấy đá mài dao, nhìn không thấy tổn thương nhưng lâu dài thì sẽ có. Phúc họa đều không có cửa mà xuất tự nội tâm. Nỗi lo sợ khi làm việc áp lực không phải bởi sợ người khác phát hiện, mà ở chính bản thân mình biết đó là ác hay thiện. Hành thiện không phải vì mong đợi lời khen từ người khác, mà là để bản thân thấy cao quý trong lòng. 9. Khoảng trống. Khi thành công đắc ý, hãy cho mình một khoảng trống để suy xét, đừng để tự đắc ý làm mê mờ đầu óc. Khi đau khổ, hãy dành một khoảng trống cho sự an ủi, đừng để sự đau khổ làm nghẹt thở tâm hồn. Khi lòng người phiền muộn, hãy dành một khoảng trống cho sự vui vẻ, mọi phiền muộn sẽ nhanh chóng tiêu tan, nụ cười càng xuất hiện nhiều hơn. Khi cô đơn, hãy dành khoảng trống cho tình hữu nghị, bởi sự chân thành của tình bạn chính là niềm an ủi lớn nhất cho tâm hồn. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để hít thở khí trời, lòng tĩnh lặng sẽ cảm nhận được muôn vàn điều vui.